Chào các bác và bà con nhá. Hôm nay cửa hàng em lại lên một lô máy cắt cỏ, lên clip một lô máy cắt cỏ nữa này cho các bác lựa chọn nha. Hôm nay là có 10 lên em lên 15 con. Có Honda này, Mitsubishi này, có TL, TB, có TU này. Đấy. Mazuyama này, Robin này, Makita Makita này, Echo này và Taraka. Rồi, thì em xin phép vào giới thiệu từng con máy cho một bác nhá. Thì con đầu tiên là con Taraka. Đấy, một con Taraka này 22cc. Đấy, con này thì giúp giá thành của nó là 1.300.000. Tay em đang lên tay ga cho bác này. Đấy, cần zin này, đầu bò zin này. Đấy. Con này thì là rất thích hợp cho bà con nào mà làm công việc nhẹ nhàng nhá. Đấy. Làm việc nhẹ nhàng như là phát cỏ vườn rau. Rồi. Một con Taraka. Hitachi Taraka rất là đẹp. Rồi. Đến con thứ hai. Echo. Một con Echo. Máy khá là đẹp nhá. Con này thì là nó không lên tay ga tay cầm. Mà con này rất thích hợp cho bác nào mà phát vào đồi này, đi đồi này, giúp bụi rậm này. Đấy. Con này là con số 2. Giá là 1.600.000. Tum máy rất là đẹp nha, mới nha. Đó. Đây, có tay cầm này để dụng mũi rậm này, phạt cỏ này, những cái chỗ nào mà có cái cầm tay cầm vào này. Đấy. Rất là đẹp. Giá có 1.600.000 thôi. Rồi, đến con số 3 là một con Makita Men 264. Một con máy đời rất là cao nhá. Dòng Makita đời rất là cao nhá. Máy, nhìn máy rất là đẹp nhá. Đấy. Máy này, bô cực kỳ là sáng nhá. Rồi. Bô rất là sáng. Chạy chế răng Rumble nha, chế tự động nha. Đấy, con này con số 03. Giá là 1.700.000. Con này thì rất thích hợp, nó rất nhiều chức năng nha. Con này thì tầm trung rất là khỏe. Thì mình có thể phát bắt cước này. Em lên tay co bóp cho các bác rồi nha. Tay co bóp. Cần zin nha. Đầu bò trồng quân cỏ này. Máy rất là đẹp, giá chỉ có 1.700.000. Rồi, tiếp theo là đến một con Robin. Đấy, vì Robin với Makita là hai dòng máy là sản xuất cùng nơi này. Đó, con này phát lên một vẻ và màu vàng, vàng thẫm, rất là đẹp. Đó, từ bô này, bình này, chế này rất là đẹp nhá. Đấy. Con này là con số 4. Giá là chỉ có 1.700.000. Con này là con 26cc, lòng 34 ly. Đấy. Rất thích hợp cho bà con nào là phát lương, phát đồi. Đó. Cắt cỏ bờ ao, đi lương, đi dãy, rất gọn nhẹ. Hàng Zobi, Makita là hai dòng máy là rất là gọn nhẹ, công suất khá lớn, thích hợp mà con làm tầm trung thôi, thì công việc nhẹ nhàng. Rồi, tiếp theo lại là một con Robin nữa. Con này thì mang một màu đỏ, rất là đẹp. Bình xăng con này rất là sáng nhá. Đấy, bình xăng sáng, bô rất là đẹp luôn này. Vẫn 26cc, lòng 34 ly. Con này chỉ có 1.600.000 cho các bác. Một màu đỏ thẫm Robin, một màu đỏ thẫm. Đó, chạy chế tự động One Pro nhá. Đây các bác nhìn này, chế One Pro này. Đó, một con Robin tay cầm, cần và đầu bò. Đấy, thằng Robin và Makita thì hai dòng máy này thì là không phải nghĩ đâu, nó
cực kỳ là gọn nhẹ và là công suất thì là ổn định, máy rất là bền bỉ nhá. Rồi tiếp theo là con máy số 6 là một con Mazuyama. Đấy, máy hàng thương hiệu Mazuyama, các bác biết rồi đấy, một thương hiệu là rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Đấy, con này có một màu lâu rất là đẹp luôn nha. Khỏe. Con này mà các bác về, các bác nào làm vườn hoa đấy, trồng cây vườn cây cho các bác phụ nữ làm công việc nhẹ nhàng, phát cỏ, bắt cước, phát bắt cước và dây xích rất là tốt nha. Đấy, giá của con này là con số 06 là 1.800.000. Một tay ga rất là êm ái nhá. Đấy, tay cầm của con này cực kỳ thích luôn nhá. Đấy, tay cầm rất thích luôn nhá. Đầu bò này, trồng vườn cỏ này. Rồi tiếp theo là một con, đến một dòng thương hiệu lớn của Nhật Bản. Đấy, em lên trước là lên một lô video 11 con Mitsubishi TL. Đấy, đây là con TL 26 26cc lòng 34 ly đấy. Còn học tư nói về Makita thì mọi người nói về Mitsubishi thì mọi người không phải bàn cãi gì nữa rồi. Một cái dòng máy mà cực kỳ trâu bò, chinh chiến mọi thể loại. Con này là tum bằng nhôm nhá. Đấy, có mình có thể tháo, khi mình phát cỏ này mình tháo ra, mình lắp vào này làm mình phát cỏ này. Nếu mà mình muốn chế đồ là mình tháo ra, tháo ra thì tung ra, còn máy là mình có thể chế rất là nhiều đồ nhá. Đấy, như anh em có thể là chế máy để chạy xuồng thuyền. Đấy, nên ta em lấy tay ga bóp cho các bác nha. Rồi, đến đầu bò này. Rồi, tiếp theo là một, đến một em TU. Một em TU. Đấy, rất là đẹp luôn, một em TU rất là đẹp, 26cc lòng 34 ly Mitsubishi. Đấy, tum nhôm. Đấy, tum nhôm có thể là bao không cháy, không phải tum nhôm thì không có thể cháy được nhá. Đấy, một con máy rất là đẹp TU. Đấy, dòng này thì nó hơi đắt so với những dòng trước. Con này là máy số 8, giá là có 2.2 triệu. Đấy, con này dùng để giúp bụi, phát những chỗ cực kỳ, nói chung là cái tay cầm mình nó hơi rộng ấy. Những con máy này mình cầm mình lao, hoặc là những người thích chỉ thích cầm bắn như kiểu là đó, rất là đẹp một con tay cầm. Đấy, anh em con này mà như tôi chứ là rất thích, giống như kiểu là 12 ly 7 đấy, đấy cầm và là sấy thôi. Rồi, tiếp theo là đến một con Mitsubishi TB. Con này là hàng cao nhất của Mitsubishi nhá. Sở hữu một màu đen tuyền, rất là đẹp. Đấy, con máy số 10, một màu đen tuyền Mitsubishi TB 26cc lòng 34 ly. Đó, đây là tay cầm gọn nhẹ. Đó, phát cỏ, phát đổi, phát lương rất là tốt. Số điện thoại cửa hàng em là 0961 350 530. Có bác nào có nhu cầu là muốn mua về máy cắt cỏ thì hãy liên hệ số cửa điện thoại cửa hàng em. Em sẽ tư vấn kỹ hơn về máy và tên lỗi cho các bác. Rồi, lại đến một con đen TU, 2MTU 26 Mitsubishi TU. Một máy rất là đẹp luôn. 2M như một cặp song sinh. Đó, sở hữu giá đều là số 11, 12, giá đều 2.2 triệu. Tum bao nhôm luôn nhá. Đấy, những cái con này nó có hệ thống thống cho anh em đỡ thủng bình xăng này. Về mình đặt khi nó bị chênh vênh, con này đặt cái là đứng luôn. Đó, con em này cũng thế. Hạn chế vào việc thủng bình xăng cho anh em. Tum bằng nhôm,
bao cùng chạy. Đấy là hai em TU song sinh, giá 2,2 triệu, rất êm ái cho anh em. Rồi đến tiếp theo là lại một cặp song sinh khác, đó là Honda. Rồi, review con Honda này trước máy này, bộ này nhìn con rất là mố nha. Thương hiệu Honda thì mọi người không phải nghĩ rồi, rất là khỏe, bền bỉ. Một con Honda đó, thương hiệu số này, thương số thương hiệu máy này. Rồi của em Honda tum nhôm bao không để cháy cho anh em luôn nhé. Giá con này là số 13,3 triệu. Những con máy cực kỳ chất lượng, con này thì là ăn xăng nhá, đổ mỗi xăng là chiến thôi chứ không phải nhớ phá nhớt nữa. Con số 13. Rồi đến tiếp theo là con số 14, vẫn là một em Honda. Đấy, máy mà các bác nhìn về bộ máy của nó này cực kỳ là đẹp luôn, từ bô đến bình xăng rất là sáng. Đấy, dòng máy này, bình xăng này, chế này, máy rất là đẹp nha. Bên tay ga của em này cũng là tay ga, cũng là rất là tay cầm cực kỳ là êm ái nhá, chỉ cái ga rất là nhẹ nhàng. Rồi, em số 14, giá 2,900,000, một em Honda. Dòng Honda thì mình chỉ cần đổ xăng vào là chiến thôi, không cần phải là pha thêm nhớt nhớt nữa, mà phụ kiện thì nó cực kỳ dễ thay thế luôn. Rồi đến một em TD 33 vòng 39mm. Rồi, em có một dàn chân trống rất là đẹp, máy cực kỳ hầm hố luôn nha. Con này phát bát cực cực kỳ tốt, dòng Honda và dòng máy này DD này 33 này phát cực rất là tốt nha. Đấy, cái tay cầm này, một bộ tum rất là nhìn nó hầm hố luôn, tum với máy. Rồi, lưỡi luôn, có lưỡi này có thể nhiều bác là hỏi là có thể thay được không. Cái này là bác sử dụng máy cắt cỏ thì quá đơn giản. Đấy, nhìn con này này, độ quấn cỏ bác lắp dao lắp ấy vào thì bao không bao giờ là cuốn cổ luôn cho các bác nhá. Rồi, em xin phép là kết thúc video của 15 con máy đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ đến số điện thoại của cửa hàng em 0961350530. Rất hân hạnh được đón tiếp và nhiệt tình chu đáo cho các bác lựa chọn những con máy phù hợp nhất với mình. Xin phép kết thúc video đây.